Anh Chí xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường Phan Đăng Lưu. Trên đây thì khu vực Bình Thạnh cả nhà. Em sẽ di chuyển lại chợ Bà Triệu để chia sẻ một số hình ảnh về khu vực bên ngoài chợ và đường Bình Thạnh trên đây để cho cả nhà mình đó tìm hiểu thêm về khu vực trên Bình Thạnh này, bà con sống như thế nào, về những tuyến đường như thế nào. Hiện giờ thì 9:30 anh chị. Em sẽ chia sẻ hình ảnh trên khu vực chợ ha. Cả nhà mình xem về hiện nay thì bà con mình buôn bán ra sao. Ở nhà mình thấy là bên ngoài thì buôn bán về quần áo, thời trang này kia cũng đầy đủ ha. Đa phần thì bên ngoài quần áo, thời trang và những hoa tươi, giáp vòng, bên trong phía dưới thì trái cây hoặc là những cái gọi là buôn bán những cái hàng thực phẩm thức ăn cả nhà, cũng khá nhiều ở trên ở bên ngoài khu vực chợ này. Phút đầu trên ha. Đây, cả nhà mình thấy là chợ Bà Triệu một khá rộng lớn ha, khá bự, khá to. Một ngôi chợ truyền thống thì cũng có rất lâu đời cả nhà. Cả nhà mình thấy là bên ngoài các cô chú anh chị bên đây bán đầy vải ha. Cũng mong là cô chú anh chị bán gặp nhiều may mắn. Mua bán thì lúc nào cũng đắt ha. Để em để vào về khu vực bên đây. Cả nhà mình vẫn thấy bà con thì buôn bán con cá tấp nập ở trên tuyến đường này. Mặt hàng keo nè, túi sách nè, vỏ đằng kia cũng khá nhiều ha. Cả nhà mình thấy thì bà con thì trên mặt hàng rất là đầy đủ luôn, đa ngành nghề đa dạng luôn, từ tiệm vàng, từ những túi sách, từ ba ly, rồi giày dép rồi cho cái tiếng này. Mà hôm nay thì chợ rất là khá vắng đó nha. Nhà thấy không, đường trống bỏng luôn ha. Từ mua bán thức ăn thực phẩm nè, gạo thóc được, rồi những cái gọi là đồ đất gia đình luôn đó nha. Cái nhà nhìn đối diện bên nè, rất là nhiều luôn. Thì cũng là da đa dai, bên đây cũng còn là da rất hàng. Về khu sạp phía đây á, là sạp như là sạp tập phô, rồi sạp bán những cái đồ mà tâm linh á, cả nhà thấy nè. Giáp vòng này thì bây giờ sẽ di chuyển rồi con đường một chiều quá cả nhà. Bây giờ nó hình nó vắng á. Em đang băng chạy là con đường ở bên đây sát chiều luôn. Về đây thì thuộc về một cái ngã tư, cả nhà mình thấy nè, ngã tư gần rồi, cái đường ngã tư Võ Tùng với là đường Bùi Hữu Nghĩa ở trên tuyến đường ở Bình Thạnh này. Đây hàng tôm, hàng cá nè, cả nhà thấy chợ lớn về tùy chợ, nhằm chợ cũng có chợ vắng có, chợ đông có, chứ không có gom được cái nấm gọi là chợ nào cũng vắng hết cả nhà. Đây thì dưới ngoài sau đu chợ ở bên giải hàng cá, hàng thực phẩm nè. Cũng có nhiều sạp bên đây cũng đóng cửa rất là nhiều luôn đó nha. Bỏ trống sạp á, hồi thờ năm 2023 đến nay luôn đó cả nhà. Cũng có thể là tình hình mà làm ăn hơi bị khó khăn á, tình hình chung mà. Rồi nhiều cô chú mà cái thời điểm mà gọi là mua bán không được á. Lẻ tay lên rồi đóng cửa dẹp tiệm luôn, chuyển nghề quán quán khác, chứ bây giờ gồng hoài bán không được, chứ mà mất thời gian rồi lỗ nữa. Có nhà thấy nhiều sạp rồi cô chú bán nó chậm á. Giáp về khu bên đây á, cả nhà thấy là buôn bán bên ngoài á nó còn sung túc hơn chút xíu, còn về bên trong á, cả nhà thấy nó hiu lắm. Nhiều khi bên ngoài á người ta chạy ngang á, sạp cái người ta mua liền, người ta đi liền, cái tiện lợi, nó không có gửi xe là cái nhất, cái thứ hai nữa là nó thoáng đường. Mà bên ngoài của nhà mình thấy là cũng mới ra đây thôi, chưa có gọi là một cái đông đúc nữa.
đồ cũng còn quá trời luôn. Bây giờ thấy ông buôn bán có cần chờ nắng mà cầm dù như thế này nè. Bà ngồi với lại cô ngồi đây khó khăn, cả nhà mình thấy rồi. Bà cũng lớn tuổi lắm, cũng như cụ bà bây giờ cũng khó khăn buôn chạy để buôn bán kiếm cái đồng tiền mà để cuộc sống đó nha. Rất là khó khăn ha. Khi mình thấy những cái cảnh mình thấy hơi gọi là buồn buồn ha cả nhà ha. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Bây giờ mình cũng không có nói trước được cái gì hết. Thì tình hình như thế nào thì em chia sẻ hôm qua màn hình ống kính, cả nhà mình cũng nhìn thấy rồi. Hiện tại buôn bán của bà con cũng có điểm đông có, cũng có điểm hơi vắng có. Như điểm này hơi đông nè, điểm trên hơi vắng có, chứ không có vắng hết cái chợ. Điểm này thì mình dạo quanh cái khu vực mà dạng như là ở Lăng Ngông đó cả nhà. Đây là khu vực ở Lăng Ngông đây. Đoạn này thì đoạn Trịnh Hoài Đức. Mình đang ra giáp dòng ở khu vực ở ngoài đầu Nguyễn Đình Chiểu. Cho bà Chiểu chứ. Đúng rồi, giáp đầu ở ngoài khu vực đường Văn Luân. Buôn bán thì khó khăn mà mấy anh trực tự cũng hốt cũng nhiều. Chạy dạo vòng vòng thì cũng nhắc nhở ha. Các bạn thấy ha. Đây thì phía sau đây thì bán quần áo nè, các nhà thấy ngành thời trang này ở trên trước có, phía sau cũng có. Trên trước thì những cái gọi là hộ kinh doanh có cửa tiệm cửa hàng, bên đây thì những cái cửa hàng nhà kiosk cũng có. Các nhà thấy buôn bán mà khách hứa như vậy cũng thấy hơi bị đuối ha. Đây để cho thêm mặt bằng cũng nhiều. Về đây thì đa phần là khu vực đồ si thì nhiều. Các bạn thấy là những cái đồ si cũng khá nhiều ở trên tuyến đường này. Mình thấy khách cứ không thấy luôn, mà còn thấy buồn bán thấy buồn quá ha. Đoạn này hơi buồn, không biết ra đây ra đoạn bên khu vực trái cây này ra sao. Đây em rẽ ra đây. Đây đây hàng ngăn nè. Hàng ngăn thì hôm nay cũng hơi vắng ha. Hôm nay có thể là những ngày chay đó nha. Hơi vắng tí. Đây thì rẽ hàng trái cây. Rồi những thứ ăn nhanh. Kiểu này thì te tua. Các nhà thấy đồ chắc thì đóng đóng luôn. Những trái cây cũng khá đẹp. Cũng ngồi chờ khách thôi. Ngồi lướt web, lướt điện thoại. Rồi ngồi chờ khách hàng lại mua. Cảnh chợ kiểu này thấy hơi bị buồn. Mong là từ đây đến chưa giờ chiều bà con mình bán ổn ổn rồi ha. Chứ thường này buổi sáng thì là một bữa chợ rất là đông. Em di chuyển ra đoạn đường Phan Văn Luân, Vân Gia, đường Bạch Đằng. Đây là thuộc về địa phận Bình Thạnh đó nha. Về đoạn đường này thì các nhà thấy là Bình Thạnh di chuyển hoài luôn. Thì sẽ ra đến đường xuống Kỳ Tỉnh, về khu vực cầu vượt ha. Về đây thì những tuyến đường này khá rộng. Đa phần thì những xe tải hàng á,
di chuyển về từ khu vực huyện Bình Phước, Bình Dương lên đây, những cái tải hàng, những cái đồ vật dụng của bà con này mua sắm nè, rồi tải lên đây để cho bà con có gọi là những cái vật dụng để mua nhập hàng rồi là bán hàng ra. Các bạn thấy có nhiều xe chở hàng hiện nay ở trong khu vực Sài Gòn càng nhiều thì càng tốt, là các bà con mình mua bay đi bán lại, mua ra mua vô di chuyển hàng hóa thì thuận lợi đó nha. Như các nhà thấy con đường mà cứ xe chạy không, xe Honda hai bánh là xe bốn chỗ thôi, không có phải xe chở hàng á, thì không có nhập hàng về là những cái đồ mà trong Sài Gòn mình còn ứ động lại, nhưng mà con càng khó khăn hơn. Đa phần cũng mong là những xe tải hàng nó nhiều nhiều để cho bà con mình có những cái mua bán ấm áp để lo mừng chạy cuộc sống, trang trải gia đình mình. Về con đường Bạch Đằng này cả nhà mình thấy không, cũng mua bán cũng khá nhiều, chứ đâu có ít đâu. Một con đường rất là lớn ở trên tuyến đường Bình Thạnh luôn, và khách hàng thì hơi bị chậm đi rất nhiều. Cũng như thấy cả nhà thấy là nhiều anh ngồi ở trước nè đón khách nè, cũng có nhiều anh gọi là chủ luôn đó nha, chứ không phải là gọi là nhân viên đâu. Ra ngồi đó đón đó, xong rồi vô bán từ bill bill rồi tính tiền luôn, chứ không có thuê. Hồi xưa thì có thuê 2-3 người đứng ra kêu mà gọi là kia đồng hàng nào, lúc mà mình dừng lại mình nhìn. Bây giờ anh vậy thấy ở nhà mình thấy không, dù mà cô chú vẫn ngồi đó, chủ nhà cũng ngồi cũng là kim luôn, nhân viên bán hàng luôn. Trong cái thời điểm hiện nay đa phần mình đây bán những cái đồ nội thất rất nhiều, cái nhà mình thấy là bàn ghế nè, rồi những cái kệ tivi hay là kệ đế giày dép nè, giường da niệm này kia đồ rất là nhiều luôn. Mà khách hàng thì quấn hoe ha, cả nhà ha, thấy ha, mở tiệm cửa hàng da như thế này thì buôn bán mỗi ngày, buôn bán có da có vô thì còn rồng nổi, những lúc bằng thuê. Còn nếu mà bằng nhà thì mình khỏi bàn đến, tại vì bằng nhà thì những mặt hàng chân thì không có nổi, những cái đồ này không hư hao cả nhà, nó vẫn còn ở đó, thì cứ tốn tiền mặt bằng thôi, những người thuê thì tốn thôi, còn bằng nhà thì nó đỡ cái phần đó. Bên đây thì mặt bằng nếu mà tốn cũng mấy chục triệu một tháng, 30-40 triệu một tháng. Cả nhà thấy là nếu mà bán được thì ok, bán không được thì mỗi ngày phải bỏ tiền túi ra là hơn cả triệu rồi. Cuộc sống bây giờ bà con ai cũng khó khăn hết, nhiều chủ cửa hàng cũng đứt đoạn cái từ gọi là buôn bán không được, không có khách mở hàng, cứ 3-4 bữa mới có hàng một người, hai người, ba người vậy đó, kéo dài tháng này và tháng nọ là có thể là gãy qua một bên, đứt đoạn, không buôn bán được nữa. Như các nhà thấy nãy giờ trên cái tuyến đường này thì hơi bị vắng nha, tầm giờ cũng gần 10 giờ cả nhà. Hiện tại thì đồng hồ của em bây giờ thì cũng gọi là kém 10, cũng là 10 giờ rồi. Giờ này thì giờ mở cửa buôn bán từ lúc 8 giờ đến giờ này mở cửa buôn bán rồi, giờ là giờ cao điểm trọng điểm mà cả nhà. Tại trưa thời điểm trưa rất là nắng, còn bên đây bán nội thất này tính chiều tối là người ta đóng cửa rồi. Những mặt bằng nhà là mình được ngồi dẫn để cửa ha, còn thuê thì đóng cửa. Các nhà thấy đồ nội thất nè, đồ xây dựng nè, nội thất nè, dán que, dán tranh. Hôm nay thì cũng chưa có khảo sát gì nhiều bên gọi là bất động sản, cũng đang có sự nhóm đó nha. Tại vì hiện nay thì lãi suất ngân hàng đang giảm nhẹ xuống, thì bà con mình đổ xô ra mua nhà mua đất này kia đồ để giữ được số tiền hiện nay.
sợ đồng tiền bất giá cả nhà. Em sẽ rẽ trái di chuyển ra con đường đi Mưu Lĩnh ha, tại vì đoạn trên đó thì là khu vực của về đường của người tỉnh rồi, là hết đường thuộc về Bình Thạnh luôn đó nha, cái đoạn dưới rồi, cái đoạn Văn Lưu ra tới Bạch Đằng thì di chuyển ra đoạn đó là hết Bạch Đằng rồi, em rẽ qua đường đi Mưu Lĩnh. Mưu Lĩnh này khu vực này có một đoạn thôi ra đến khu vực gần cột Sài Gòn. Di chuyển ngược lại thì một cái đoạn phía sau thì rất là dài. Anh nhà mình thấy về cái tuyến đường mà đi Mưu Lĩnh mà mình băng ra con đường Mũ á thì nó chỉ có là một chiều bên đây thôi, bên kia thì một chiều cắt ngang, không có một cái tuyến đường mà ngã tư thông qua không lại cả nhà. Di chuyển ở trên đó thì có một xây thôi, mình đánh một xây mình phải quanh lại. Về đây thì đường phủ bên trong một chiều á cũng khó là cạnh danh, có một chiều thôi, các nhà thấy là nhiều khi chạy qua đồi á cũng lười quanh lại. Bởi vậy di chuyển đâu này á phải từ từ chậm rãi, muốn mua gì đó hay là muốn tìm gì đó, chứ mà đi hố đồi cũng khó quanh lại đó nha. Sài Gòn thì cả nhà mình thấy rồi, thông ra rất là nhiều ngã đường ở các tuyến đường cũng như là quận Bình Thạnh nè, rồi quận Nhất nè, quận Phú Nhuận nè, ba điểm này thì nó bao trùm nhau. Bên ngoài đây nói chung là buôn bán cũng khá nhiều hơn cái nhà mình vẫn thấy là buôn bán gần các trường học á, bên đây thì cũng trường đại học ở kinh tế ha, ở đại về tài chính. Cái gọi là con đường Điện Biên Phủ rất rộng rất lớn, kinh doanh cũng khá nhiều. Nhưng ở nhà hiện nay buôn bán này, từ hàng rong mà đến hộ kinh doanh bên trong gọi là khá chậm cả nhà ha. Nhà nhớ đăng ký kênh mà cho em một like chia sẻ cả nhà, tại vì mình sẽ cập nhật thêm những video clip mới nhất á khi mà mình đã được đăng ký và mình like yêu thích rồi cả nhà. Mình cũng cảm ơn cả nhà nhiều để mình cập nhật thêm những đường phố Sài Gòn hiện nay như thế nào, còn mình như thế nào. Là một cái cầu bắc qua trên cái tuyến đường gọi là Hoàng Sa Trường Sa cả nhà. Trên một cái con kênh đầy bóng mát. Những hàng cây xanh và những cái gọi là con kênh như thế này.
trên các tuyến đường như là đường Hoàng Sa, Trường Sa đó rất là khó. Đây giờ đây tới dòng xe của điện phủ ha, em cũng xin dừng clip tại đây. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn mình đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.